hãy áp dụng cái bài tập tâm lý này và mình tin rằng nó sẽ là một cái hành trang vô cùng quý báu cho chặng đường đi du học của các bạn đó. Ok, chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục. Ngày hôm nay của các bạn trải qua như thế nào? Mình là Vĩnh Ký, một du học sinh ở Đài. Ở cái series này thì mình sẽ chia sẻ cái cuộc hành trình của mình khi ở Đài Loan, những thông tin cần thiết và bổ ích. Trước khi đi tiếp với video thì Ký Kỳ Cục còn ở phim mạng nhắm mắt. Link mình để phía dưới phần mô tả nha. Hãy đăng ký kênh nếu mà bạn thích và đừng quên nhấn vào nút chuông để nhận thông báo cho những video tiếp theo, để chúng ta không lạc nhau giữa dòng đời vội vã nhé. Không chỉ riêng đối với đất nước Đài Loan, với bất kỳ quốc gia nào luôn, việc đầu tiên bạn cần làm á, khi mà biết mình chuẩn bị phải sang đó, trên cả cái việc là chuẩn bị hành lý luôn, đó là việc gì các bạn biết không? Wow. Đó chính là việc chuẩn bị về mặt tâm lý, điều chỉnh mindset của bản thân. Mình biết là trong mỗi người chúng ta đều sẽ có những cái nỗi lo lắng rất là riêng, đồng thời cũng rất là giống nhau khi mà nhắc tới cái việc đi du học. Nên là hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người một cái bài tập tâm lý bản thân mình đã áp dụng trước khi đi du học Đài Loan. Trước khi quyết định đi du học thì mình đã áp dụng một cái bài tập tâm lý cho bản thân. Đó là mình trong cái khoảng thời gian này, mình sẽ tập trung quan sát bản thân để mà tìm ra những cái điểm yếu của chính mình. Và sau đó ghi nó lại. Ghi nó lại thì mình mới biết chính xác là à, những cái điểm yếu này nó đang tồn tại và có động lực để mà khắc phục nó. Tại vì mình nghĩ là mình đang ở Việt Nam, mình ở với người thân, bạn bè của mình, thì những cái điểm yếu này nó sẽ bị tác động và nó được nuông chiều. Nhưng một mai mình ở một cái quốc gia xa lạ nào đó, do không có quen, những cái điểm yếu này nó sẽ xuất hiện và nó sẽ to lớn hơn bao giờ hết. Và mình lo, lúc đó mình sẽ không có đủ sức đề kháng. Và trong quá trình quan sát điểm yếu thì mình nhận thấy điểm yếu đầu tiên của mình, đầu tiên thôi nha, đó là mình ngại, mình không dám nhìn vào cái mặt nhạy cảm của vấn đề. Cụ thể là trong quá trình làm việc, mình nhận thấy là mình đã không dám hỏi trực tiếp cái người chú bảo vệ, mà cái người đó họ cũng có quen biết sơ với mình. Mình ngại không dám mở miệng hỏi là à chú, hôm nay chú nhận đổi đô bao nhiêu tiền. Và là mình liên tưởng tới một cái câu chuyện của người bạn của mình xảy ra gần đây thôi. Người thật vì thật luôn nha. Đó là bạn của mình không biết thấy được cái thông tin nào mà xin vào một cái công ty. Dù cảm thấy là cái công ty đó nó vẫn có nhiều câu hỏi nha. Nhưng mà bạn mình ngại, bạn mình không dám hỏi. Rõ ràng là do mọi thứ nó không rõ ràng ngay từ đầu á. Mới vừa thử việc có vài ngày thôi thì công an ập vào và bới bạn đó lên đồn luôn. Bạn đó còn nói với mình là bạn đó nhớ rõ một cái câu mà người công an đó nói với cậu. Bạn đó là mày đã vào làm cái công ty này, công ty này có lai lịch không rõ ràng, mày chọn vào làm thì mày phải biết được cái vết nhơn của cái công ty này chứ. Và điểm yếu thứ hai đó là ngại cầm tiền. Cảm giác thiếu tự tin khi mà cầm trên tay khoản tiền quá lớn, khi cầm trên tay nhiều tiền, không hẳn là quá lớn nữa, mà là nhiều tiền trước mặt những người xung quanh. Mình biết nó hoàn toàn xuất phát từ một cái điều là muốn bảo vệ bản thân, tránh gây sự chú ý từ đó bị cướp giật. Nhưng mà mình nhận thức rõ, khi mà quan sát thì mình nhận thức rõ bản thân mình những cái lúc ấy hành xử rất là thiếu linh động. Thiếu linh động. Và mình chỉ mãi chú ý tới cái khoản tiền đang cầm trên tay mà không thể tập trung giải quyết được những cái công việc bên ngoài. Điểm yếu thứ ba đó là không thể tập trung, không thể nhất quán khi mà vội vàng. Những khi gấp gáp á, là vô thức bỏ chìa khóa vào một đâu đó, rồi một lúc sau lại lay hoay đi tìm. Nhưng mà cũng là mình trước đó mình đã quy ước với bản thân là à, cái chìa khóa thì phải để ở túi ngoài của cái túi sách. Nhưng mà cũng là mình khi mà vội vã lên á, lại nhét bừa nhét bậy cái chìa khóa ở một ngóc ngách nào đó rồi lại đi tìm. Quyển sách mình đọc gần đây á, thì cho mình một cái góc nhìn mở rộng hơn của cái vấn đề này. Đó là những khi mà chúng ta vội vàng, chúng ta hoảng sợ hay là thực hiện một cái hành động bản năng á, thì những cái lúc đó chúng ta trao quyền kiểm soát của cơ thể, trao cho hạch hạnh nhân.
thay vì vỏ não trước trán. Vỏ não trước trán là những cái hành động mà chúng ta suy nghĩ một cách lý trí, là lúc đó chúng ta dùng vỏ não trước trán. Và từ những cái điểm yếu mà mình đã tìm ra được á, mình cố gắng mình tìm cái giải pháp để mà khắc phục cái vấn đề này. Nói là hoàn toàn triệt tiêu thì cũng không đúng. Không phải vì muốn lên cái clip này có một cái kết thật là hoàn hảo mà mình nhận vơ, mình nhận bừa là ok, tôi đã hoàn toàn chấm dứt được những cái điểm yếu này. Dù mình nói như vậy thì cũng đâu ai nhận biết được đâu, đúng không? Nhưng thật lòng mà nói thì mình phải cố gắng nỗ lực để mà khắc phục những cái điểm yếu vừa mới phát hiện ra. Nhất là khi mà mình đi du học nữa. Cách khắc phục, mình sẽ tập cách là chủ động, chủ đích đưa bản thân mình vào những cái tình huống khó xử, ngượng ngùng. Nhắc tới thôi là đã thấy xin quách rồi. Tiếng Việt là chua xương hả? Hãy quan sát bản thân lúc đó xem là mình có giữ được bình tĩnh hay không. Ghi nhớ cái khoảng cách đó. Cụ thể là mình sẽ hỏi chú bảo vệ là à chú ơi, hôm nay chú đổi đô sang tiền Việt là bao nhiêu ạ? Và trong suốt cái cuộc giao tiếp ấy vẫn giao tiếp bằng ánh mắt bình thường. Cố gắng hít thở sâu, chậm rãi một cách bình thường. Khi nói chuyện cũng như là khi chú quay lưng lại đi đổi tiền. Và tập cho mình khó tính ngay từ ban đầu. Cụ thể là tập cho mình có cái quan điểm của chính mình và có thể nói được cái quan điểm ấy ra. Chỉ khi đó thì chúng ta mới có thể chọn cách là nói ra những cái lời khó nói trong những cái tình huống bắt buộc. Vì mình quá dễ tính ngay từ ban đầu, cái gì cũng sao cũng được, sao cũng được, mỉm cười cho qua. Thì những tình huống nó bắt buộc cái sự nghiêm túc, cần phải nói những cái lời khó nói nhưng mà là cần thiết á, thì bạn sẽ không nói được. Bạn sẽ bị rào lại. Tư duy thì có, suy nghĩ thì có đó, nhưng mà nó cứ bị giữ lại trong não thôi, không thể nói ra bằng miệng được. Mình đã quan sát và ghi lại những cái điểm yếu của mình để tìm cách khắc phục trước và trong cái quá trình đi du học. Còn bạn thì sao? Hãy áp dụng cái bài tập tâm lý này và mình tin rằng nó sẽ là một cái hành trang vô cùng quý báu cho chặng đường đi du học của các bạn đó. Nếu mà cảm thấy video này giúp ích được cho các bạn thì hãy like, share và đăng ký kênh Ký Kỳ Cục nha. Cảm ơn vì đã để mình có cơ hội tạo ra một vài khác biệt trong cuộc đời của các bạn. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.